chủ yếu của em bắt đầu mà khi chị chữa được một bệnh nhân ấy, thì cũng chỉ đóng 6 bộ bài thuốc rồi à, còn khai thông lưng theo cách của bố gương vậy, cũng có thể mình rút ngắn bớt đi, là cách bố gương hơi dài thì rút ngắn bớt đi để nó phù hợp với thời gian và sức khỏe của tùy từng bệnh nhân. Đấy thì nói chung bây giờ em cũng chạy xô nhiều lắm. Chị không đi làm mà em học, em đang học kế toán mà em nghỉ luôn kế toán em chuyển sang luôn ghế bên diễn trần nhiều. Bỏ nghe. Bỏ nghe. À rồi, chị mới học cái khóa đầu tiên không vừa rồi đấy ạ? À? Không, hồi đấy chưa có cái lớp đấy. Rồi. Học ở chỗ bên kia. Rồi. Nói chung là cái này rất hay, rất hữu ích cho không chỉ ở cho bác sĩ là ai đâu mà tất cả mọi người đều cần biết đến cái môn diễn trần này. Và đi sâu được hơn nữa, mình muốn biết nhiều cái hay hơn nữa thì có thể mình học thêm cái xoa bóp bệnh viện. Và từ cái đấy thì mình mở cái YouTube hoặc YouTube ở trên đấy thì có cả giao lưu với cả các bạn học khóa trước cũng như là những người mà giỏi hơn mình ạ, thì mình có kinh nghiệm rất là nhanh và rất là có cái gì mới là mình cập nhật được luôn. Mấy chút thì kể vài trường hợp của chị đã vài cái ca mà cảm thấy thích ấy. Trước Tết em bị ho nhiều, chữa ho không ăn thua hay bảo cho ai cũng
chiếu thì họ nội soi xong rồi tràng ngược dạ dày, xong dạ dày có bị sụt huyết nên cần đi tràng ngược. Em về em cũng làm ứng dụng nhiều cái lắm, nhưng mà cái quan trọng ấy, thì em vẫn là hơn ngày gì hơn trực tiếp cái điểm bụng này, đang bằng tay bằng chân bằng mình mà xem cái chỗ dạ dày mình đâu mình hơn này, thì cả kia sang nữa. Ví dụ cái như thầy ấy thầy cho cái trần thầy vào là kiêng cháo, kiêng bánh mì, kiêng cái đồ nướng mà lấy hơi các đồ lạnh nữa, kiêng cam với cả bưởi xuống nhiều người cũng không đâu, cũng nghĩ là được cái mình phải kiêng được xong mình hơ tại chỗ, xong em cái thời điểm đầu em còn dán cao hơ xong mình dán cao cắt vùng bầu này ăn trực tiếp tại dạ dày luôn. Thế là những cái điểm, cái vùng dạ dày, cái điểm nó đau thì mới dán đúng không? Hay là em cứ cả bụng luôn, là mình ấm cái bụng lên mà thì mình được thời trước sau một thì hơn là sau đó, trước sau là một hơn là sau. Thế là em cũng nhiều lúc em cũng dán cả cái mặt. Việc gì để cần dạ dày ạ? Dạ dày, cái dạ dày thì quan trọng dạ dày, cái phản chiếu dạ dày đâu không phải dính một hai huyệt đâu. Cả dày luôn. Nói chung là kết quả đấy là em không dùng một viên thuốc nào, chỉ có dùng diễn trần, hơn năm hơn cả khó các cái điều đúng như thế. Thì em nhớ không chính xác là mình phải dùng cái gì lần lượt, nhưng mà cứ chỗ nào đồng hình cũng được. Thì làm cái đó. Tiện gì em làm đấy. Sau bao lâu thì chị thấy là nó thay đổi? Em khoảng một tuần rồi. Thế thôi ạ. À. Nghe như đùa. Chị chiếu cận cho bệnh nhân thế nào chị? Chị thực hiện. Chị, nếu mà chiếu cận thì chị chưa gọi là khỏi hẳn chắc chắn chưa, nhưng mà nếu ngay tại thời điểm đấy là có. Vâng. Thì mình cứ bệnh nhân nào đến mình thì chiếu cái khác, nhưng mà hỏi họ có đau mắt không, có mắt có kén không, thì tiện thì nằm mua họ không. Vâng. Thì mình bấm cái điểm chiếu cận này. Vâng. Thì hai cái kén hay sau, mình xử lý mắt là chiếu cận sau là một. Ok. Sau là mắt. Cái đấy gọi là đặt pin mắt, vâng. Đấm hai cái này. Nhưng mà riêng cái mắt ấy, thì mình dùng tay thì hiệu quả hơn. Vâng. Thì mình cứ xoay sâu cái điểm đánh linh thông hết. Có, vâng. Bên cạnh đấy làm sao rồi, thì tập hai thì có cái đặc biệt của mắt. Vâng. Huyền 14. Vâng. Mấy ngày đợt rồi chụp ảnh lên lúc nào cũng bảo giờ trông mặt trắng rồi săn đẹp thế. Đây này, mới đầu mình dùng cái này để chữa xoa cho. Vâng. Khi mình tiện thì lẫn với cả mặt. Vâng. Thì giữa cái ảnh cách đấy khoảng 10 ngày. Sau 10 ngày mình dùng là sẽ khác hẳn. Nhưng cái này thì mình tiện mình đánh luôn này. Vâng. Đánh theo ảnh lá tầm. Nói chung là đánh ngược lên một chút. Đánh xuống nó sẽ chạy cơ. Vâng, đánh lên thì nó sẽ lên vâng. Tức là đánh vào mặt nó bị thon lại thì mình sẽ phải ấn đánh cho nó thành online. Là sao mà biết cho nó vâng. Cầm vi line. Vâng. Cầm vi line. Rồi em cũng thích vi line, em thích online. Vâng. Vâng. Cảm ơn chị. Chị có chữa ca nào mà chị ấn tượng này chị chia sẻ được không? Chị ơi, lần này em bị mà
không bị đau thì gọi là hơi thoáng qua thôi, không đau như là cái tháng trước. Tháng trước thì bạn mất 3 tiếng đồng hồ chỉ nằm trong nhà, nói chung không đi đâu, gọi như một người chỉ nằm dưới đường, không dám ra ngoài, sợ bị ngã, không bị làm sao đấy, không có biết. Thế là chị bảo là chị mình em thôi, và chị ơi em thấy em thoáng qua lắm, không bị đau, hơi. Xong là lượng kinh nguyệt ra thì đẹp vô cùng luôn. Ở trước thì nó cũng nói như kiểu kết đặc, nó bụng đẹp của em. Thì bây giờ thì là máu là lờ mở cá thôi, hoặc chỉ 3 ngày hết. Em thì bảo là không phải là em can, là em chữ nhiều can như thế đó. À, họ bảo không đau bụng đấy mà hết từ những cái máu họ bụng. Thường phụ nữ thường hay bị như thế. Nhưng mà khi mình đã làm được hay không được, toàn bộ cơ thể đặc biệt cùng đấy. Chỉ có làm đại bụng và làm đại lưng tăng. Vâng, cứ khai thông lưng, chỗ này thì ưu tiên hơn đi. Đối xử với bụng thì ưu tiên hơn. Có hơn không? Có, hơn lắm là yếu đấy. Vừa lăn yếu. Vừa lăn, hoặc là một mình ai vào cái lăn đầy ngay đi. À, hơn đậm. Vâng, không thì là hơn. Hơn dùng cái cầu người ta thì người ta. Đơn giản. Đơn giản. Chị làm trong vòng bao lâu? Bao lâu trong một buổi chữa? Thì em hay cẩn mẫn. Chứ chữa bệnh nhiều khi mình còn phải tăng phí nữa thì mình phải vâng, cảm ơn chị. Biết họ tên này, số điện thoại này, địa chỉ bây giờ đang chữa ở đâu để mọi người chữa hoặc là nhiều người đang cần. Không, à, mọi người gọi thôi, người gọi thôi. Vì nhu cầu bệnh nhân bây giờ nhiều lắm, và người thầy diễn sản ít. Đúng rồi, cả họ tên đi xong rồi địa chỉ chữa ở đâu. Mọi người mới học mà chưa có nắm thì có thể hỏi thêm chị. Chị Vũ Hà Giang. Không ba năm tư ba chín chín ba chín tám đúng không ạ? Rồi chị ở quận nào, ở đường nào, phường nào? 0354 399 398. Mọi người cần gì thì có thể hỏi để nhờ chị hỗ trợ thêm. Số nhà 54. Mình để ý vừa nãy chị chia sẻ này, hầu như chị không dùng đến huyệt. Đúng không ạ? Chủ yếu là gì? Theo 8 nguyên tắc ca động mà thôi. Tại chỗ xong đối xứng. Xong là đến nữa mình sẽ học thêm cả đồ hình đồng ứng phản chiếu nữa. Thế thôi, huyệt rất ít. Mà làm rất hiệu quả. Số nhà 54 đối diện với 71D5. Chị là cao bao nhiêu chị Hà Giang nhỉ? K bao nhiêu? À, không, K. Khóa bao nhiêu? Khóa 26. Kết thúc là cuối tháng 8 2018. Mới. Đấy, mới kết thúc chưa được một năm mà. Chưa một được. Đi chữa như chữa 10 năm đấy. Quan trọng là gì? Cứ xông lên. Cứ xông lên. Tiện quá em. Sau một năm nữa gặp lại em cao thủ. Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội. Ok rồi, cảm ơn chị Giang nhá. Thỉnh thoảng các lớp chia sẻ cho lớp nhá.